Yo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình là M32 đây. Và sau 2 tháng vừa qua mình không làm video, bây giờ mình đã làm video rồi nè. 2 tháng qua là mình phải đi học, rồi thi xong rồi nên tùm lum tùm la. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn biết một trò chơi tên là Vé gì được nói. Mình mới tìm ra tối qua thôi, nhưng mà mình cũng đã chơi một ít rồi. Đây chính là trò chơi Vé gì được nói. Mình đang ở level 22. Và trước khi mình chơi trò chơi này, các bạn hãy nhấn like và đăng ký cho mình để và mình rất thích những ai chia sẻ cho mọi người nha. Bắt đầu thôi. Là mình sẽ bấm play. Bên đây là có những nâng cấp. Và số tiền của mình là 37.424. Đây. Rồi bắt đầu thôi. Đến ngày 22 là nó phải bắt mình vẽ. Mình sẽ chọn chừng này để đánh. Và mình đã có được không rồi. Và khi mà lên được 100% là mình sẽ có một quái vật mới. Đây. Còn cào khá là nhiều nhé. Chơi tiếp. Đây. Đây. Cung thủ. Ui. Khá đau. Nhưng không sao. Và lần này mình sẽ triệu hồi ga lốc xoáy. Ui, mình lỡ triệu hồi ga kia rồi. Lần này thua chắc. Thua rồi. Quảng cáo nhiều quá. Tiếp tục thôi. Mình sẽ chọn lốc xoáy. Ơ tạo ra lốc xoáy thì khá là khó. Thua nhiều quá. Chơi lại lần nữa. Lần này là phải chịu hồi ra lốc xoáy. Rồi. Cuối cùng cũng chịu hồi ra được. Đánh nó đi. Mọi người thấy đấy, lốc xoáy thì nó cũng không thể đánh được. Chỉ có thể là rồng mới đánh được thôi. Quảng cáo nhiều thế, quảng cáo nhiều vô tận luôn. Lần này mình sẽ chơi rồng. Thêm con lần nữa. Đây triệu hồi các cung thủ. Và khi cái bên này nó đây là mình có thể chọn được tất cả mọi thứ. Và đang đuổi. Và có một con rồng đang gạp nó. Và mình đã thắng rồi. Vui quá. Và đây tựa game của nó đây. Đây cái mà mình, cái người mà màu xanh mà mình về đấy. Mình nhấn vô là người tiếp tục thôi. Chiến. Ôi chết nhiều con vậy. Gồm phun lửa gì mà màu xanh nhỉ. Và mình đã thắng. Và cũng kết thúc video tại đây thôi. Bởi vì mình không có dung lượng để đánh để chơi nữa. Và mình sẽ làm tiếp phần 2 của cái trò chơi Vé gì được nói nha. Tạm biệt và hãy nhấn và hãy nhấn like và đăng ký và hãy
chia sẻ cho mọi người biết đến mình nhé. Tạm biệt.